Hiện tại mình đang ở phòng mổ số 4 tại bệnh viện thẩm mỹ MCAT. Và trong trường hợp ngày hôm nay, Yến Nhi xin mời các bạn cùng gặp gỡ một vị khách hàng nam với mong muốn là điều chỉnh lại vùng mũi của mình để hợp phong thủy hơn cho việc làm ăn. Và kết quả, trước khi đến với kết quả thì Yến Nhi xin mời các bạn cùng xem tình trạng của vị khách hàng nha. Đây ạ, à, đây là tình trạng mũi của vị khách hàng nam này trước khi phẫu thuật nâng mũi cấu trúc tại bệnh viện MCAT. Thì các bạn có thể thấy là cánh mũi của vị khách hàng này rất là to nha. Đồng thời điểm tiếp giáp giữa cánh mũi và đầu mũi thì nó bị khuyết giờ rất là nhiều. Và đặc biệt là phần tiếp xúc giữa trán và cái sống mũi ấy, nó bị khất ngay chỗ này. Thì theo quan điểm của người phương Đông á, đây là điểm rất là khó khăn cho việc làm ăn. Và lỗ mũi lớn như thế này thì sẽ khó khăn cho việc giữ tiền. Thì với mong muốn là tốt hơn cho công việc thì vị khách hàng nam này đã đến với bác sĩ Khiêm tại bệnh viện thẩm mỹ MCAT để điều chỉnh lại dáng mũi. Và đây là kết quả nha các bạn. Xin mời các bạn cùng xem kết quả trước và sau khi phẫu thuật nha. Khác rất là nhiều rồi ạ. Cái phần tiếp giáp giữa phần trán và cái sống mũi á, nó đã có một cái độ lượng rất là chuẩn rồi, nó không có còn bị khất như vậy nữa. Và phần cánh mũi cũng đã được thu nhỏ lại rất là nhiều. Và các bạn thấy cái phần lỗ mũi á thì cũng đã được cải thiện rồi nha các bạn. Đây là điểm khác biệt lớn nhất trong ngày hôm nay. Thì các bạn có thể thấy được hình ảnh trước và sau khi nha. Các bạn có thể so sánh nha. Việc mà chỉnh hình lại các cái điểm trên gương mặt không những là về phương diện thẩm mỹ, nét đẹp thẩm mỹ mà nó còn mang một ý nghĩa rất là lớn đối với góc nhìn phong thủy nữa. Thì đối với những người tin phong thủy và muốn giúp được cho công việc làm ăn của mình thêm suôn sẻ thì họ đã tìm đến với thẩm mỹ để điều chỉnh những cái khuyết điểm trên gương mặt của mình để thuận lợi hơn cho việc làm ăn. Thì nếu như các bạn có những cái thắc mắc gì về vấn đề làm mũi cho nam hoặc nữ tại bệnh viện thẩm mỹ MCAT thì các bạn có thể để lại bình luận phía bên dưới video thì chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn cho các bạn. Dưới góc nhìn phong thủy hoặc là dưới góc nhìn thẩm mỹ thì đều có thể cải thiện được những điểm yếu trên gương mặt của mình. Xin mời các bạn cùng xem lại ạ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào.